Hồ sơ đây, anh xem đi. Mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng cả, nhưng chị Mai lại yêu cầu em truyền thông lô hàng phụ kiện này cùng với bộ sưu tập mới. Lạ nhỉ, từ trước đến nay chúng ta có định phát triển mảng này đâu. Em đã tìm hiểu thì biết được là đơn vị này có liên quan đến chú Sang. Thế này chắc là phải đi ra mua thuốc huyết áp về cho mẹ rồi. Mẹ mà biết chuyện này, mẹ không tăng huyết áp thì chị đi đầu xuống đất ấy. Bây giờ định tính thế nào? Thì thực ra em cũng mới, biết gì mà định thế nào ạ? Thì cũng phải tính là yêu đương nghiêm túc hay là không nghiêm túc chứ. À chị bảo nhá, mẹ cũng nhiều việc đau đầu rồi đấy. Bác Tiến mà biết thì trước sau gì mẹ cũng sẽ biết chị nhỏ. Nên là tính xem nói chuyện yêu đương với mẹ thế nào đi. Công nhận con bé này út ít ở trong nhà, bình thường nó không làm gì đâu, không biết gì đâu. Nhưng mỗi lần mà nó làm nha, toàn làm chuyện động trời thôi. Em cảm ơn anh nhá. Em ôm một tí thôi. Mà em đang đứng nhìn. Anh cứ dọa em, suốt ngày trêu em. Cháu chào cô ạ. Diễn sâu thế. Còn cháu chào cô nào? Chị ơi, chị cho em nhận lại con bé chị nhá. Chị đi gặp mẹ chị đi. Chị không việc gì phải e ngại tôi đâu.